Okay, we're getting ready for the Autumn Festival. This one is a traditional Vietnamese dress for the lantern tonight. So, and this is for the baby girl. Come on, baby girl. Baby girl, today. Lấy cái đầm này ra. À, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Nè, lấy áo đầm ra. Lấy cái đầm ra. Lấy cái đầm ra. Rồi, mặc cái này vô, người ta thấy cái boobie rồi. Thôi, mặc cái áo vô đâu. Kéo cái đầm ra em. Kéo cái đầm ra. Mẹ, oh, sorry em, sorry. Chú nữa mẹ đem theo cái áo cho con nữa, cho chị nữa. Rồi. Mà không có sao. Nói nãy giờ không nghe. Mặc vô coi coi. Hôm nay cột tóc lại. Em đi hé nào. Đứng dậy coi. Đó, xong. Xong xuôi. Ok, đi vô xe. Get in the car. Để chơi. Đem ngồi. Vô ngồi vô, nhanh nhanh. Đâu nè, cầm, cầm cái này cho mẹ coi. Hello. Right now we are on the way. We're in the car right now and we are driving. Here's Yuri. Yuri, nó hai đi chứ. Vô rồi. Nè. Vô rồi. À, bên này. Nhăn trên kia kìa. Nhìn đầu biết rồi. Yeah. Ok em đi chơi. Em đi chơi mẹ nhé. Hey guys, we are here at the temple and we are walking inside. Hi, Tổ Hiếu. Hello. Bouncy house here and a playground. Oh, có đồ chơi cho em nè. Em trèo 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 lên chơi nè. Đây nè. Có đồ chơi cho em nè. Em trèo trèo chơi đi nha. Em trèo lên. Em trèo lên. Em trèo lên. Trèo lên. Đúng rồi, trèo lên. Trèo lên. Trèo lên. Trèo lên. Yeah. Đi đây mẹ cột lại, mẹ cột lại. Đi đây mẹ cột lại cho em. Nè, em cầm cái này để mẹ cột lại cho em. Thank you. Rồi, em chơi đi. You got some candies. Mm.
Rồi em lấy giày ra vô nhảy đi. Em lấy giày ra nhé. Rồi đưa mẹ, mẹ giúp em. Mẹ giúp em nhé. Ok, đi nhảy nha. Yeah. Wow. Hi em. Wow. Hi em. Mẹ gõ cái tiếng lên nữa. Đi. Hi Chan, cô Chan kia, cô Chan kia. Hi cô Chan kia, cô Chan. Hi Chan. Yumi đâu? Yumi ngủ. Yumi ngủ hả? Rồi đi mua đồ ăn cho em nha. Mẹ mua đồ ăn cho em nha. Đi mua đồ ăn nè. Đi mua đồ ăn nha em. Có đồ nhỏ nhảy cho em. Rồi à, ăn nhé. Mua đồ ăn cho em nhé. À. Oh hi à, có gì vậy em? À, tụi em có chả giò, có thịt que xiên, có bánh bao, có bánh bột lọc. Ok. Bánh bột lọc này là bánh bột lọc lá, bánh bột lọc tròn. Bánh này bánh bột lọc tròn. Với lại cho, có bún bò Huế. Cho chị mấy cái cây này đi. Cái này là 5 đồng 3 cây. Ok. Dạ. Có cái sếp này. Gì lên YouTube gì coi nha. Chị Hương có ăn chay không? Không cho em, cho baby em. Yeah. Rồi, cho một cái bánh bao. Bánh bao tới 5 đồng 3 cái. Ok. Hay là lấy hồi nãy giống như con một cái bánh bao, tức là một cái này một cái chả giòn ha. Cần ok, em đứng đây cho mẹ. Không gì đứng đây nè, lấy cả năm hả? Ok. Dạ. Còn cái này em lấy gì, cái bánh bao với cái này nữa thì 5 đồng. Ok. Đây là total hỏi con là có IC FPD 2562 màu xanh dương. Rồi đi. 10 đồng. Chị nói trên cái speaker, chị nói trên cái microphone á. Em cho em nè. Có nấu không? Có nấu không? Nó nguội nấm nè. Nè, cho em. Không nấu. Không nấu đâu, không nấu. Cho chị miếng giấy em. Thank you. Dạ, cảm ơn. Oh, thank you. Cái gì? Oh, hi chị. Nè, cho em nè. Em cầm. Có đây có muối gì vậy? Muối gì? Nếu bạn mà lẫn quá rồi ăn. Có đấy. Nếu muối thì có giá như là em ơi, mình sẽ tiền lắm. Đợi mẹ lấy bánh nữa nha. Mấy đồ này chắc mua thì ta bác chị. Dạ, dạ. Nóng nha. Đến kêu em, ok. Rồi đi qua đây em ơi. Dạ em trong có bánh hết trời. Thầy của em ồ dạ, người bệnh che đóng có lỷ. Ok. Chứ cổ tay cũng không lỷ. Đi qua đây em ơi, đi qua đây rồi chút nữa ăn nữa nè. Ngủ ngoài xe rồi. Rồi em vô đây. Rồi. Ủa Yumi mà tưởng mi đang cắm. Yumi ngủ ngoài xe rồi. Em ơi qua đây cho chị, à cho mẹ. Em ơi. Em qua đây ngồi. Ngồi đây. Ngồi đây mẹ qua vô ăn. Đây đây. Đây mẹ qua em ăn nhé. Rồi em ăn đi. Ăn bún không?
Mày bán hàng hoa trái à? Ừ. Yeah. Em ăn cho no nha. Nãy em ngủ dậy em nói là em mua ăn. Khóc chạy đi vòng vòng nhà khóc đó. Nói thôi đi đi ăn luôn. Ăn nha, ăn đi nha. Ok, để mẹ ăn nè. Mẹ. Em ăn ngon em. Ngon không? Ngon không? Here, sister, big sister is joining us right now. She was sleeping in the car and now she's awake. Đó, chị. Hi, chị. Chị ăn gì? Chị ăn gì? Chị have meatball. This is meatball. And then the it's 3 for $5. What does that mean? Egg rolls too. $3 for $5. $5. Yeah. Then yum, yummy. Ngon không? Yeah, it's good, girl. Where's the meat? Okay, here it is. It's all vegetarian. There's no meat. It's what about just, this? It's just resemblance of meat. Smells like meat. I don't know. Yeah, be in the video. Mm-hmm. Over here, over here. Get yourself over. This, it doesn't. It's my best friend, Jerry. And Annie. Don't worry, you're gonna see this all on YouTube. She taught me a few words in Vietnamese. What? Om lai tung rai la, ton nai ba, ton nai ba. What's that? I don't know. Is this in it? So this one is no difference. This is Kyven. Kyven is going to be the Monkey King from Journey to the West. Chẳng cần là thiên nữ, giang lòng hay là vương mà biết quay.
Paper lantern, so everybody's getting a lantern right here. Lantern. Yeah. Thank you.
hai chị đó. Ok. Ok. That everyone have a good Friday and a good weekend. We'll see you next time. We are going home now. Everybody's, the end has showed it has ended. So we are leaving. Oh, you parked right next to us. We're in the car right now, getting ready to go home. Yeah. Bye. Did y'all enjoy the night? Okay, we just got home. Home sweet home. Here we go. We're going in the town. Kuchu, kuchu, kuchu. Hello, boy. Hey, buddy. Hey, yo, nhanh lên, chị nhanh lên. Hi, no boy. 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 Hi. Mừng chị kia, mừng chị kia. Mừng chị, mừng em kia, mừng em, mừng mẹ kia, mừng mẹ kia, mừng em kia. Mừng em kia. Mừng ba nè, mừng ba nè. Mừng ba nè. Mừng ba, mừng ba, mừng ba, mừng ba, mừng ba. Chạy lên lầu, biết ba lên lầu. Thank you for watching. Please like and subscribe to our channel so we can make more video next time. Thank you for watching. Thank you.